ra mắt lần đầu tiên tại New York với tư cách là nhà hàng bởi ba nhà sáng lập là siêu sao Hollywood, bố già Robert De Niro, bếp trưởng chính danh Mitsubishi và doanh nhân Mia Tepper, thương hiệu Nobu đã nổi danh là một phong cách sống toàn cầu. Sau nhiều năm chờ đợi, Nobu đã đặt chân đến thị trường Việt Nam tại thủ phủ kinh tế miền Trung, thành phố Đà Nẵng. Nobu Residence Đà Nẵng là kiệt tác kiến trúc giao thoa tuyệt mỹ, hơi thở Á Đông và Tây Phương và là biểu tượng mới của thành phố biển Đà Nẵng. Nobu đầu tiên tại Đông Nam Á được phát triển bởi BIM Group, được vận hành bởi tập đoàn Nobu Hospitality. Thương hiệu được Rob Roberts vinh danh top 25 thương hiệu sáng tạo đột phá nhất toàn cầu, trải rộng trên diện tích 3.000m2. Dự án này bao gồm một khách sạn đẳng cấp thế giới, các nhà hàng thượng lưu và các căn hộ khách sạn sang trọng được quản lý bởi Nobu Hospitality danh tiếng thế giới. Dự án được khởi công vào ngày 19 tháng 6 năm 2024 và dự kiến sẽ được hoàn thành vào quý 1 năm 2026. Dự án mang đến cho du khách và cư dân những dịch vụ hạng sang, đẳng cấp, đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt, giải trí và nghỉ dưỡng cao cấp. Dự án được quản lý bởi tập đoàn Vingroup Hospitality, một trong những tập đoàn quản lý khách sạn uy tín hàng đầu Việt Nam, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, tận tâm, luôn sẵn sàng phục vụ du khách và cư dân 24/7. Hệ thống quản lý thông minh, hiện đại, an toàn, giúp cho du khách và cư dân dễ dàng truy cập thông tin và sử dụng các tiện ích của dự án. Thêm vào đó là bộ phận lễ tân 24/7, bảo vệ an ninh 24/7, dịch vụ dọn dẹp vệ sinh, bảo trì, kỹ thuật luôn sẵn sàng phục vụ và mang lại môi trường sống an toàn, tiện nghi và thoải mái nhất. Dự án còn được trang bị hệ thống tiện ích đẳng cấp và đa dạng, đầy đủ tiện nghi như là hồ bơi vô cực trên tầng thượng, spa, gym, khu vui chơi trẻ em, nhà hàng, sky bar, trung tâm thương mại cùng các tiện ích thông minh khác. Đến với Nobu Residence Đà Nẵng, du khách sẽ được miễn phí dịch vụ đưa đón sân bay, các dịch vụ dọn dẹp được miễn phí theo định kỳ, tiện ích giảm ủi với giá ưu đãi và ưu đãi vàng cho các khu du lịch khi đặt tour tại quầy lễ tân. Quy tụ những lợi thế đắt giá, Nobu là phong cách sống độc bản mang tiềm năng phát triển bền vững theo thời gian. Dự án căn hộ của Nobu tại mỗi địa phương lại mang nét đặc trưng riêng của từng vùng miền, mang lại những nét độc đáo riêng của từng dự án căn hộ. Sự xuất hiện của dự án đánh dấu sự mở rộng phong cách sống luxury lifestyle tại thị trường Đông Nam Á và Việt Nam, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm vượt trên mọi chuẩn mực cho dòng phân khúc căn hộ nhà hàng khách sạn ở tại thị trường Đà Nẵng trong thời gian sắp tới. Và để biết thêm thông tin chi tiết về dự án, quý anh chị hãy liên hệ với đội ngũ bất động sản Việt Nam chúng tôi. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau.